Sau cuộc hành trình đi chuộc công chúa trên đất Mỹ, người đi không về mà vàng cũng chả tới đâu. Cùng trở lại với Thành Long và Lightning McQueen trong phần phim tiếp theo của Chơi Thượng Hải, nhưng không phải phần 2, Hiệp sĩ Thượng Hải. Bộ phim tiếp tục mở đầu tại Tử Cấm Thành 6 năm sau sự kiện ở phần phim trước, trong một cuộc gặp gỡ giữa em gái của Quân, Trương Lâm, và bố của anh, người canh giữ ngọc ấn của Trung Hoa. Cô đưa cho bố lá thư của Quân nhưng mà ông đéo quan tâm, vì trong lúc thằng con của mình đang vác cái xúc xích nhuộm vàng của nó đi dạt mấy chị em khắp trời Tây, thì bố nó ngày nào cũng phải ngồi đây cặm cụi lau đi lau lại cái của nợ của hoàng thượng này. Ở phía ngoài, thấy trời khá lạnh nên một vài vị huynh đài tốt bụng giúp mấy người lính ấm hơn bằng cách đưa họ xuống chơi với các cụ. Một đám thích khách dẫn đầu bởi một anh Tây đẹp trai tên là Nelson Rathbone đến để ăn cướp ngọc ấn. Và hệ thống an ninh Tử Cấm Thành, nơi cất giữ bảo vật quý giá nhất đất nước, thì rõ ràng là vô cùng kiên cố rồi. Hẳn một ông già canh cơ mà. Nelson giúp bố Quân mổ ruột thừa, gót Lâm chìm sâu và ngang nhiên mang ngọc ấn đi về. Trước khi xin một vé về dưới suối vàng, bố Quân muốn Lâm gửi bảo vật giao truyền giao cho Quân. Trở lại Mỹ, Quân đã mở khóa được rất nhiều thành tựu trong lúc làm cảnh sát, khi anh đã cắt đường kiếm cơm của rất nhiều tên cướp ở đây. Chỉ có điều anh không mấy hạnh phúc, vì công chúa Phối Phối tiếp tục vác cái lồn ướt át của mình đi nơi khác. Khi nhận được bưu kiện từ Trung Quốc, biết cha mình đã không còn ở hành tinh này, Quân liền khăn gói quả mướp đến New York để đòi lại số vàng lúc trước ở chỗ Roy. Gặp lại bạn sau bao năm xa cách, thấy bạn mạnh khỏe, Quân vui lắm. Nhưng mà bố tao chết rồi, nôn vàng ra để tao đi London. Tại sao lại là London? Vì em gái của Quân đã theo đuôi tên Rathbone đến đó. Nhưng mà bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi, khi mà toàn bộ số vàng đã bị Roy mang đi đầu tư NFT hết. Thậm chí giờ Roy trên răng dưới các tút, cách duy nhất kiếm tiền bây giờ là làm trai bao cùng nhau. Có mấy chị Tây phía kia có vẻ đang không còn hứng thú với hàng nội địa. Quân lên phòng tắm rửa sạch sẽ, chờ mấy chị chén. Nhưng mấy bà này lại là con gái của cảnh sát trưởng. Ông ta đem lính đi tìm con và đổ hết tội lỗi lên đầu Quân và Roy. Hai người trốn khỏi đám lính và du lịch chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chiếc quan tài này đưa hai thằng một mạch đến London. Quân giờ đang vô cùng thương tiếc cho bố mình. Ra như anh ở đó với ông thay vì nghe theo thằng em bên dưới chạy theo công chúa, thì giờ có lẽ ông đã có thể tiếp tục trao đổi chất như người bình thường. Hai người tiến vào trong thành phố. Roy chia sẻ việc mình đã bỏ vợ để tiện cho sự nghiệp trai bao. Quân cũng bị công chúa bỏ lại, chắc do không đủ nhu cầu sinh lý. Đang mải mê bàn chuyện lù giờ với nhau thì một cậu nhóc xuất hiện, ăn trộm chiếc đồng hồ của Roy. Hai người đuổi theo cậu bé thì vô tình vướng vào một cuộc ẩu đả của bọn đầu đường xó chợ ở đây. Quân dễ dàng cho cả bọn một bát phở toàn hành. Cảnh sát ập tới, thằng nào còn đứng thì bị cảnh sát bắt, nhưng là để cảm ơn vì đã giúp bắt lũ tội phạm. Cả cái London không ai làm được lại phải nhờ đến Quân. Anh chàng này là Atty Doi, tình cờ lại là một fan của Roy. Roy dùng quan hệ rộng nhờ Atty dẫn đến chỗ Lâm. Hai anh em sau bao năm đã đoàn tụ, còn Roy trong đầu thì toàn đụ. Không ngờ thằng bạn mũi to như quang thắng, mặt nhăn như đít ngựa lại có một cô em gái thần tiên tỷ tỷ đến vậy. Roy định lợi dụng Atty thả Lâm đi, nhưng điều này khá khó khi tên Rathbone, kẻ mà cô muốn giết, lại nằm trong top 10 next top hoàng tộc Mordor. Kẻ lúc này đang có một cuộc trò chuyện với Diệp Vấn. Chúng đang bàn mưu hợp tác để một thằng lên làm nữ hoàng Anh, một thằng làm hoàng đế Trung Hoa. Roy và Quân ra đường, gặp lại được cậu bé ăn trộm lúc trước. Sau một hồi xỉ vả gọi cậu là Batman, Naruto các thứ, hai người lại được chính cậu nhóc chỉ cho một nơi nghỉ chân. Mặc dù Roy đối xử vô cùng mất dạy với một cậu bé mồi cô, nhưng chính cậu lại là người tìm được cách giúp Quân và Roy có thể tiếp cận Rathbone. Hắn ta tổ chức một bữa tiệc tại lâu đài. Roy và Quân đóng giả làm hoàng tộc để trà trộn vào bữa tiệc. Đối mặt với kẻ giết bố, Quân phải nuốt cục hận xuống hệ tiêu hóa của mình vì anh vẫn chưa tìm được viên ngọc ấn. Hai người theo đuôi Rathbone đến phòng riêng, nhưng hắn ta đột nhiên mất tích không dấu vết. Quân mò mẫm linh tinh thì tìm được một cánh cửa bí mật của một căn phòng không bí mật cho lắm. Một đám lính từ đầu phi ra, trao đổi chiêu thức với Quân. Roy ở phía ngoài cũng bị hỏi thăm, nhưng Lâm dùng độn thổ chi thuật từ trong tường lao ra cứu Roy. Cánh cửa của căn phòng cứ liên tục đổi chỗ cho ba người. Quân dễ dàng đánh bại mấy tên lính canh vì mấy thằng này thả chết chứ không chịu mất lương, chấp nhận ăn đòn để bảo vệ mấy cái bình của Rathbone. Ba người gặp lại nhau, nhưng ngọc ấn đã bị Rathbone cuỗm đi từ lâu. Quân tìm được một con đường bí mật dẫn đến nơi giao dịch của Rathbone và Diệp Vấn, em trai của hoàng đế, người không thể sống nếu không tranh giành những thứ không phải của mình. Lâm để hận thù làm mù con mắt, lao ra sống mái với Rathbone. Ngọc ấn rơi một cách thần kỳ vào tay cậu nhóc ăn trộm. Tên Rathbone chạy thoát, nhốt ba người vào trong và hóa vàng cả bọn. Lâm có trong mình 2401 kỹ năng khinh công nên easy escape. Còn Roy thì cả đời chưa bao giờ tập thể dục. May quá có con xe từ thời Napoleon có năng tẩy dầm, giúp hai người phá cửa lao ra. Bị bọn rời ơi đất hỡi dí ra và đít nên Rathbone rất bực mình. Hắn cách chức cảnh sát trưởng của Atty vì độ vô hại của anh đối với tội phạm nước nhà. Quân và Roy tỉnh dậy và được Lâm đến đón. Roy nhân cơ hội bỏ đống văn vở tán gái ra. Em có thích ăn rau dền không? Lâm nghe thì tít hết cả mắt, nhưng mà Quân xen ngang vì không muốn em gái mình vướng phải văn hóa phẩm độc hại. Về tới khách sạn, anh tiếp tục bơm đều với Roy. Nào là thằng này bị sida, AIDS, lậu giang mai, hắc lào các kiểu. Khuyên Lâm tốt nhất là đừng có dây vào. Roy ở bên ngoài nghe thấy hết toàn bộ. Tại sao hai anh em nói chuyện với nhau mà lại dùng tiếng Anh để cho Roy hiểu thì cũng đến chịu. Lâm tức giận vì bị anh mình ngăn cấm. Roy tức giận vì bị thằng bạn mình bóp chim.
Quân đã nhanh chóng làm lành, nhưng sau đó ba người lại bị thuộc hạ của Radbon bắt giữ. Hắn đòi lại Ngọc Ấn và tiết lộ thêm kế hoạch của hắn và Diệp Vấn. Chúng sẽ ban ạc 9 người trên top hoàng tộc để Radbon từ top 10 thành top 1 sau một đêm. Sau đó sẽ đổ tội lên đầu Lâm. Diệp Vấn dọa Radbon nếu không tìm lại được Ngọc Ấn thì mày chơi game một mình, bố mày quýt. Tính mạng của Roy và Quân đang treo sợi dây thừng. Bằng khả năng gánh đội của mình mà Quân đã cứu được cả hai người. Họ đến tìm Atty để nói về kế hoạch của tên Radbon. Nhờ vào tài suy luận của mình, Atty đã tìm được nơi trốn của cậu bé kia. Bọn thuộc hạ của Radbon ám như vong, đi đâu cũng gặp. Sau 1 với 1 là 2, 2 x 2 bằng 4 cuộc ẩu đả, cậu nhóc kia bị bắt, khiến Quân và Roy đành phải giao Ngọc Ấn ra để đổi tính mạng của cậu. Nhỏ hơn cả Đít Song khi cảnh sát cũng đã ập đến, nhưng cậu bé quay trở lại trả ơn ba người. Cậu cũng nói tên thật của mình cho Roy biết, Charlie Chaplin hay Sạc Lô. Buổi kỷ niệm 50 năm trong nghề của nữ hoàng đã bắt đầu, thuộc hạ của Radbon cũng đã set up xong xuôi. Mức độ canh gác của bọn này thì đúng đỉnh. Quân cứ thế chui vào giải cứu em gái. Diệp Vân bắt đầu xả súng về phía nữ hoàng thì kabum, Quân xuất hiện để giải cứu, nhưng anh tưởng chừng như được gặp lại bố mình vì Diệp Vân dùng Vịnh Xuân Quyền đánh anh như con. Nhưng Lâm tiễn Diệp Vân về sớm vì ekip làm phim bên kia đang gọi. Roy cùng Atty vào được bên trong, nhưng Atty lại bị Radbon loại khỏi cuộc chơi. Quân cũng đã đến nơi, Quân tử trả thù nhanh không muộn. Vì bố, yeah, vì bố vợ. Chưa kịp tham chiến thì Roy đã bị Radbon đá bay ra ngoài. Giờ Quân còn thêm mối thủ giết bạn, anh quyết tử vì gia đình quyết sinh. Nhưng Radbon lại là Fiora nước Anh, múa may quay cuồng block các kiểu. Quân nhìn chóng ngét cá mặt, tay chân bị cứa, máu bắn tứ tung. Sức mạnh tình bạn không giúp nổi Quân, nhưng Radbon đã quá coi thường anh nên phải trả giá bằng một vé sang đấu kiếm với bố Quân. Roy đang đu bên ngoài cứu được Quân, hai người rơi xuống kéo theo lá cờ của nước Anh, chắc là mong Vương quốc Anh sớm chia bè kéo phái. Tình cờ rơi trúng xe của nữ hoàng. Ngày hôm sau, hai người cùng Atty bị đem đi chém đầu. Đùa. Họ được nữ hoàng phong tước hiệp sĩ. Atty được giao nhiệm vụ trả Ngọc Ấn về Trung Hoa. Anh nảy ra ý tưởng viết một cuốn sách về một vị thám tử tên là Sherlock Holmes. Quân và Roy trên đường trở về Mỹ cùng với cậu nhóc Sạc Lô sang Hollywood để làm diễn viên hài. Và đó là kết thúc của Hiệp sĩ Thượng Hải. Tôi là Quại, xin chào và hẹn gặp lại.